Thưa quý vị, gần đây trên thị trường xuất hiện nhiều loại bánh trung thu được quảng cáo là nhập khẩu từ Đài Loan và Hồng Kông với giá bán rất rẻ. Việc bánh ngoại giá rẻ bày bán tràn lan khiến không ít người tỏ ra nghi ngờ về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của các sản phẩm này. Còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Trung Thu, nên trên thị trường đã xuất hiện nhiều quầy bán bánh. Bên cạnh các loại bánh truyền thống của các thương hiệu quen thuộc, thì năm nay có thêm gương mặt mới là bánh Trung Thu nhân trứng tan chảy có xuất xứ từ Trung Quốc. Dù mới xuất hiện nhưng loại bánh này đã gây sốt đặc biệt trên các trang bán hàng online. Do có bao bì bắt mắt, được quảng cáo là hàng ngon, đảm bảo chất lượng nên rất nhiều người tìm mua. Theo quan sát, loại bánh trung thu này của Trung Quốc có lớp ngoài là vỏ giòn, tiếp đến là lớp mochi dẻo, rồi đến nhân custard và cuối cùng là nhân trứng chảy đập vị. Những năm gần đây, bánh trung thu từ Trung Quốc vào Việt Nam được bán với giá rất rẻ, nên từ đầu tháng 8 năm 2019, Tổng cục Quản lý Thị trường đã yêu cầu các cục quản lý thị trường các tỉnh tăng cường kiểm tra thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung Thu năm 2019. Các chuyên gia cũng lưu ý người tiêu dùng nên chọn và ăn bánh đạt tiêu chí cảm quan như mặt vàng đều, da bánh mỏng, nhân khi cắt ra không bị rớt. Đặc biệt nên mua bánh trung thu ở các cơ sở có tên tuổi, đã có sự giám sát, kiểm tra của cơ quan y tế và phải xem xét kỹ nhãn mác của bánh với đầy đủ thông tin ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, để nếu có vấn đề gì về chất lượng thì có thể khiếu nại và được can thiệp.